trong đó nó có lời nguyền. Nếu ai mà thổ lộ ra cái này thì như trong cái sổ có lời nguyền, không thể nói được. Trong lịch sử đã có ai dám đi quá cái giới hạn đấy chưa? Đấy thì tôi nói cho ông nghe là có một thời trước đây về cái huyện Kính Yên Phong, thì cái đời bây giờ thì ông Trạch mà ở đấy thì nếu va vào những cái chuyện này gặp rồi. Đặc biệt lắm, ở đây nó có cái không ở đâu giống ở đây. Ở đây thì bố làm thì bố biết, con làm thì con biết. Không ai bảo ai cả, không được báo. Cho nên như cụ nói chuyện là có câu, có lời nguyền là bố làm bố biết, con làm con biết. Thế biết cái gì thì ra ngoài cũng không được nói chuyện với ai ngoài này. Đấy là nó là thế, đặc biệt lắm. Mà ở đây thì chúng tôi làm thì tôi thấy ở đây là có ai qua biết được. Ở đền đây thì thờ ai, nói thật với ông là tôi có biết nhưng không được nói. Mà tôi nói ông này, tôi biết, tôi được truyền. Tùy trong làng này, có khi ông đám này không được truyền cái việc này, nhưng cái ông khác có thể là truyền. Mà có cái ở trong này, ở trong ấy có, nhưng mà ông đám vào cũng không biết được. Cho thấy là cho cũng nên rất là việc. Nhiều cái dân nó có nhiều cái, bây giờ nó cái bí quyết của dân. Thế thì ông có đi suốt cả cái nước Việt Nam này, có đâu các ông không được vào không? Ý kiến hàng đám là cấm tuyệt đối không được cho ai vào. Thế thôi. Ngôi đền của mình, ngày xưa là vua Đinh Tiên Hoàng cũng có về đây để cầu quốc thái dân an, và hiện tại trong đền của mình vẫn còn cổ vật gì đó liên quan tới vua Đinh thì có đúng không ạ? Có cổ vật. Còn nhiều là khác á? Còn cái cổ vật được nói thì hiện nay vẫn có một cái gáo đồng vua Đinh ban cho ngôi đền này. Gáo đồng hiện nay vẫn còn. Mất một lần lưu lạc xa lắm lại về đấy. Mất thì đến nay ông Giật ở Phủ Cầm bây giờ làm phó chủ tịch xã lấy vào đây thì mới lấy mất cái gáo đồng, lấy về thì sau như thế là thằng con như thế là đi tắm giữa chả mè ngã xuống ao chết đuối, ao bèo chết đuối. Sau bây giờ mới xem ra thì là bây giờ mới tại lấy cái gáo đồng. Thưa quý vị, đây là một trong những ngôi miếu nhỏ được bao trùm bởi cây xanh. Và với người dân ở đây, đây là một ngôi miếu rất linh thiêng. Bất cứ ai hiểu chuyện đi qua đây đều phải cúi chào. Sự thực câu chuyện này như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng Duy tìm hiểu. Thì còn là ra đây hầu thánh ở nhà tất tần tật cũng có việc dụng sự, như được ví dụ là cỗ bản cưới xin ma chay được, cũng tuyệt đối là không được về. Đấy là đây được nghiêm khắc lắm. Hai ông ra đây thì cứ qua một năm coi như là nói chung là nó tình cả vợ chồng, qua một năm là tuyệt đối. Đấy, nói ra đây là chỉ ăn chay thay mặt dân. Tôi tìm hiểu thấy là như vậy, là tức là mọi khách thập phương đến là mà không có đâu có nền văn hóa như ở đây. Nên nói nghe như cái hôm lâu lâu rồi có một thằng nó xuống kia nó tắm, nói một bậy bạ, nó đứng kia ngoảnh vào đây, nó cọ lẫn cọ lộn tổng tĩnh ra vào thằng kia dính toàn rồi. Hôm sau bị luôn lên sửa lễ xin vội luôn, chúng tôi lại phải xuống làm lễ cho. Đang đi đường là bọn tự nhiên có người bịt kín mặt thì đâm đầu là bộ giống là gãy tay chân là bó bằng hết. Thế sau lên sáu mối nghe làm lễ sáu mối nghe sau về đến sau đi là ấy. Thế là đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là có một cháu học sinh không biết là nó nghịch cái gì ở trong kia, thì nó về cái là bọn tay cứ đến này không có làm gì cứ thế này. Thế bố mẹ hỏi thế mày nghịch gì đâu, bọn nó bảo nó
nó chỉ làm gì ở cái miếu về là bố mẹ lại phải lên làm lễ sám hối. Đấy, thế là lại không gì đâu. Đấy, có nghĩa là ở cái nơi này là giữa cái tín với cái tâm thì không ai chứng minh được là rõ ràng, nhưng mà là thực tế là có thế. Duy Hà Nội Phố xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn về với đền Chóa tại xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Vị trí Duy đứng đây thì cách trung tâm thành phố Bắc Ninh khoảng 10 km và cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng gần 50 km. Thưa vị, phía sau Duy đây đó là lối vào chính của đền Chóa. Đền Chóa đối với người dân ở nơi đây là một ngôi đền rất thiêng, có từ thời Tứ Thánh Lục Tiên. Tại đây thì còn tương truyền rất là nhiều những câu chuyện linh thiêng, cũng như có những câu chuyện chỉ những bậc cao niên, cũng như những người có trách nhiệm mới biết tới. Và khi mọi người biết thì cũng không được truyền cho bất cứ ai, bởi có những lời nguyền từ rất xa xưa được ghi chép lại, từ đời cha truyền lại cho đời con và không ai dám phạm tới. Trong clip này, Duy mời quý vị và các bạn cùng Duy chúng ta tìm hiểu chi tiết hơn, cũng như là hé lộ một chút về phong tục từ xa xưa rất độc đáo, đặc sắc. Duy nghĩ rằng ở Việt Nam, khi chúng ta về với đền Chóa mới biết được thôi. Chi tiết như thế nào? Mời quý vị cùng xem phía dưới video. Trước khi quý vị xem tiếp, quý vị nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và chia sẻ video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để đón xem những video mới nhất. Cảm ơn quý vị. Quý vị muốn mua đặc sản trà sạch Thái Nguyên, xin liên hệ số 0989 260 877. Sản phẩm trà sạch Thái Nguyên được phân phối chính thức bởi Hà Nội Phố, nhận giao hàng toàn quốc. Thưa quý vị, hiện tại Duy đang ngồi ở đền Chóa và hôm nay Duy rất là vui. Duy được gặp bác trong ban quản lý của đền, cũng như là được gặp cụ ở đây. Cụ có thể giới thiệu về mình được không ạ? Tôi là một ông cụ thứ hai của làng, cụ thượng hai của làng. Thì bây giờ này, trong đền của tôi thì ý kiến trước canh là này, tôi cũng đã trực tiếp nhiều lần các anh ở trên văn hóa tỉnh cả. Nhiều lần, lần thì ngồi đây, lần thì ngoài kia, nhiều lần, nhưng tôi chỉ trả lời hai câu rồi. Ý kiến canh là riêng ở đây, tức là chúng tôi sẽ cùng lấy cái cổ truyền của dân, các cụ truyền lại, là bất cứ ai chăng nữa là hai ông đám ở đây chỉ trong từ cửa điện chính trở ra, không tức là thoải mái là được tham quan. Còn từ trong cửa điện chính trở vào chỉ riêng có hai ông đám, mà cả chúng tôi cũng đã đèn hương nhà người một năm rồi, nhưng khi tôi ra là không có được vào nữa, đâu có hai ông đám rồi. Thế cái này ý kiến của anh là nói về hỏi đến chúng tôi á, thì tức là về cổ kim chúng tôi có nắm được. Thế người riêng cái phần mà đòi hỏi mà muốn vào bên trong thì thăm thì chúng tôi không cho phép. Thay mặt cho dân và các cụ truyền lại là không được cho phép vào đó trong. Đấy, thế còn cái này thì nói như từ trước đây về thời phong kiến ấy, từ huyện như ta, nói dụ như ông bí thư huyện ủy bây giờ là huyện, cái ông gọi là ông gì Kính ấy, về ở Yên Phong này, về đây muốn vào, các cụ bây giờ lấy cái quyền cao là nhất định bắt là vào bằng được. Thế các cụ họ nếu mà quan lớn mà nhất trí mà quyết tâm mà vào thì tôi vẽ vòng vôi ngoài trước cửa, vẽ vôi ra đây, nếu mà bước qua cái chỗ vôi này thì không vào, không dám bước, cho quay ra về. Như cách đây thì cũng độ một vài chục năm thôi, cũng chỉ độ cái năm ấy là nhớ không nhầm thì năm 9 mới rồi, cái ông Trạch mà ông làm bên văn hóa của huyện Yên Phong, ông Trạch ấy, người Tam Giang, về đây sau như thế là cũng cứ muốn tìm hiểu vào, ông đám không cho vào. Ông đám khi mở cửa vào có việc bên trong, đọc có dòm, tức là vào đi dòm ấy, quay ra về
cấm khẩu không nói. Ngày hiện tại như bây giờ là chúng tôi biết thực tế, còn cái ông huyện Kính thì chỉ được là chuyển lại đấy. Thế thì cái này thì cái này anh về tìm hiểu cho nữa thì quyền các anh như thế nào. Như riêng tôi theo cổ truyền ra ý kiến hàng đáo là cấm tuyệt đối không được cho ai vào, thế thôi. Ngôi đền này ạ, đa xưa các cụ để lại đã là đặt ở vị trí này rồi ạ. Cái này thì ý kiến của anh là nếu mà nói về xa xưa thì tôi chỉ biết được truyền lại là ngôi đền này, tức là trước đây nó là chỉ là một cái am ở trên cái gò cẩn này. Sau đến khi dân bây giờ nó có thịnh vượng hơn dần thì bây giờ mới xây dựng, mới đưa xuống đây. Thế nhưng mà đây nếu như truyền thuyết mà chúng tôi các cụ những cái gì mà được truyền mà để cho con cháu được biết ấy, thì là đây ngôi đền này nó từ đời Tứ Thánh Lục Tiên chứ không phải là tự nhiên mà ấy được đưa lên được. Thế thì cái này tôi chỉ biết mức độ thế thôi. Thưa cụ, là vị thánh mà được thờ ở trong đền của mình ấy, giống với lại vị thánh ở trong đình không ạ? Ở đền riêng, đình lại riêng. Cụ có thể chia sẻ về gốc tích vị thánh ở trong đền được không ạ? Chúng tôi nói thật với ông là cái việc mà có cái biết nhưng không được nói. Nếu như cái anh ấy, mà là những cái người mà làm ông đám như ông này ấy, thực tế là tôi biết cái này không được truyền. Cái gì không được truyền cho ông đám thì không được nói. Ông chỉ biết vào là dân chỉ truyền cho ông cái vào để cúng lễ, tức là sớm chiều chiều bộ cho dân thôi. Bố làm thì bố biết. Chỉ được làm thế thôi. Thế còn ai người ta vào người ta mà là cũng là ông đám mà người ta có biết là về cái chữ Hán Nôm trước đây. Nếu về bên trong thì người ta nhìn mới thấy được, mới biết được. Chứ còn thì không thể ai biết được. Còn ông đám bây giờ nói thật ra không thể biết được là thờ cái gì, như thế nào, gốc tích như nào. Ông đám không được. Tức là những cái bí mật đó thì các cụ cũng như là ông là lưu trữ ở trong trí nhớ đâu, chứ không ghi chép ra sách vở gì ạ? Sách vở có. Nhưng mà chỉ truyền lại cho ai? Nhưng mà không được. Không được. Trong đó nó có lời nguyền. Đấy. Nếu mà ai mà thổ lộ ra cái này thì như trong cái sổ có lời nguyền, không thể nói được. Trong lịch sử đã có ai dám đi quá cái giới hạn đấy chưa? Đấy thì tôi nói cho ông nghe là có một thời trước đây về cái huyện Kính Yên Phong. Thế cái đời bây giờ thì ông Trạch mà ở đấy thì nếu va vào những cái chuyện này gặp rồi. Thế thì cho nên là tôi nói cho ông là chúng tôi thấy hai cái trước đây và bây giờ đấy. Thế còn cái giờ là, còn các ông thì bây giờ nói đúng là dân chủ. Nhưng mà dân chủ giờ chúng tôi hiểu, chúng tôi không cho công vào thì công không ra vào. Chứ không phải là để công tự công nữa. Như trước đây ấy, là như cái ông huyện về trước đây là quyền ta đây ta có thể là đâu ta còn vào được, ta bảo dân còn phải nghe thì cái này phải nghe ông cũng không dám vào. Con chào bác có thể chia sẻ là làm ông đám thì có cần những cái chỉ tiêu gì không ạ? Tôi là Ngô Văn Lộc, là năm nay là làm ông đám. Chúng tôi ở đây thì mỗi một năm là dân cử là hai ông đám, tôi và ông Huấn. Đây là ông Huấn là ít hơn tuổi thì tôi là ông nhất. Thì cái chính đây thì đúng là ở đây thì là dân cử tiến cử là mỗi một năm là hai ông đám. Thì người ta cũng bình chọn là gia đình là phong quang sạch sẽ, không có bụi bặm, bụi là tức là không có tang, là được vào hầu thánh trong một năm. Từ rằm tháng riêng năm trước đến rằm tháng riêng năm sau là chúng tôi mãn hạn. Thế thì chúng tôi ra đây hầu thánh thì là một năm thì là chúng tôi ăn ngủ tại đây luôn.
Thế là các bác có được về nhà không? Ăn ngủ tại đây là có không về nhà. Có trai giới hay là cái gì không ạ? Ăn chay. À, nói chung là ăn thì nó bảo là ăn chay nhưng mà vẫn ăn thịt uống rượu được chứ không phải là các ông ở đây. Nhưng mà là hai ông là ăn ngủ ở đây thì về thì cũng có thể là vẫn về chớp nhoáng. Ví dụ về chúng tôi mà thì những lúc các bà ấy bận thì chúng tôi vẫn gây cái vừa về lấy câu lấy trầu hoặc với những cái việc chớp và chúng tôi về chớp nhoáng 10-15 phút nó lại ra ngay mà. Thế nên nó là thế thì hai ông nó là như thế. Sao đó bác? Bác có thể giới thiệu về mình ạ? Xin báo cáo với cụ Thượng, ông Đấm Nhất mà các anh đã về đây thăm gọi là khu di tích để tìm hiểu về nền văn hóa. Tôi là ông Đấm Nhì, cũng từ trước đến giờ là các cụ vẫn cứ truyền lại mà trong làng cũng cứ truyền lại là ban canh hàng năm là cứ hai ông từ ngày 15 tháng Giêng năm trước đến ngày 15 tháng Giêng năm sau là dân làng tiến cử hai ông ra. Thì cứ sớm chiều chiều mộ là ông Đấm Nhất thì là lại ban canh mùng 1 đến rằm là ông Đấm Nhất đâm canh ở trong cung và ra xuống cái miếu kia. Thế tôi là ông Đấm Nhì thì ban canh là ở đình. Thế còn thì đến rằm thì ra thì lại tôi lại vào trong cung mới xuống miếu. Là cái thể lệ ban canh từ trước giờ từ không bao giờ bỏ được, từ lâu xa xưa lắm rồi. Dạ, thưa bác là tức là miếu với lại đền đây là đền, hai cái liên kết với nhau là một nhau. Đấy thì là ông Đấm Nhất ban canh từ mùng 1 đến 14 là ở trong cung và xuống miếu. Ông ban canh nhì từ rằm đến 29 là ban canh cũng từ trong cung xuống đến miếu. Thì ông Đấm Nhất lại gia đình và ông Đấm Nhì thì lại ở trong này. Đấy cứ lần lượt theo chạy vòng vòng quanh cái hàng tháng là như thế. Thì từ xa xưa rồi là vẫn thế. Đấy là cái thể lệ về bên tín ngưỡng là thế. Thế còn thì ở đây là nó có một cái đặc thù riêng là như vậy, là từ miền Nam miền Bắc các nơi này ra chúng tôi năm nay mới là được ban canh. Như là tôi tìm hiểu thấy là như vậy, là tức là mọi khách thập phương đến là mà không có đâu có nền văn hóa như ở đây nghiêm trang lịch sự văn hóa mà lại cầu được là ước thấy. Thì chỉ là khách thập phương báo cho mình, cũng chỉ là người thì văn thay là lệ đỡ thôi. Hai ông Đấm đúng ra là văn thay lệ đỡ cầu an là cho dân khang vật thịnh, thế thôi. Là cái nét văn hóa là nó có độc đáo là như thế. Thưa bác, là cháu thấy ngôi miếu có một cái xanh có hình dáng như thế thì đã lâu chưa ạ? Báo cáo với các anh là cái cây xanh này chúng tôi lớn lên là chúng nó vẫn là nhỏ nhỏ thôi, nhưng nó chưa trùm hết cái miếu như thế này. Mà cái miếu là thì có thì lâu đời lắm rồi. Những cái bây giờ những cái chữ ở trong là chữ nho mấy hàng phần là bây cây xanh là nó che hết rồi. Cái năm tôi đắp hai cái ấy là vẫn còn, mà đến bây giờ mình là đã bị mất rồi. Thì trong hai cái mấy chữ thì bây giờ thì không biết là chữ là vẫn còn. Chữ vẫn còn như vậy nó cũng dễ trùm lên. Đấy. Hai tự vật là nó mới trùm độ 50-60 năm nay thôi. Thế sao mình không tu sửa lại ạ? Không, bây vẫn cứ nguyên tiền như thế. Không tu sửa được. Nên quý lắm. Nên mọi người đi qua đấy là nếu là người bình thường thì người đi qua đều là người ta phải cúi gái, kể cả đi xe máy đi qua nên người ta cúi gái, người ta mới đi ra ngoài. Thế mà ai mà thí dụ mà có cái bụng dụng sự gì, trẻ con thì gái mà nghịch nhất ở khu ấy, không cẩn thận là lại dính vào tội là lại lên xe mối là lại hết thôi, không vấn đề cả. Chứ là nhiều người ta không có bắt tội của những người bắt phải thành tội, tức là biết rồi mà xin lỗi thì là được, có nghĩa ý như là nó là thế, chứ không phải là như vậy là cô cứ để coi phải tội mãi là không có, cứ là biết là sám hối thì được rồi. Nay nói nghe như cái hôm lâu lâu rồi có một thằng nó xuống kia nó tắm, nói một bậy bạ, nó đứng thì ngoảnh vào đây nó cọ lẫn cọ lộn tổng tĩnh ra, và thằng kia dính toàn rồi, hôm sau bị luôn lên sửa lễ xin vội luôn. Chúng tôi lại phải xuống làm lễ cho. Thế là họ bị làm sao ạ? Đang đi thì bị xe. Đang đi đường là bọn tự nhiên có người bịt kín mặt, thì đâm đầu là bộ dũng là gãy, tay chân là bó bằng hết. Thế sau lên sám hối ngay. Làm lễ sám hối ngay, sau về đến sau đi là ấy. Thế là đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là có một cháu học sinh không biết là nó nghịch cái gì ở trong kia. Thì nó về cái là bó tay cứ để này, không có làm gì cứ thế này.
Thế bố mẹ hỏi thế mày nghịch gì đâu, nó bảo nó chỉ làm gì ở cái miếu về là bố mẹ lại phải lên làm lễ sám hối. Đấy, thế là lại không gì đâu. Đấy, có nghĩa là ở cái nơi này là giữa cái tín với cái tâm thì không ai chứng minh được là rõ ràng, nhưng mà là thực tế là có thế. Đấy, thế là ở đây là thường thường là lại bảo thế khách thiên hạ đến cũng là tận miền Nam người ta phải nóng ruột, người ta bay ra cái làm lễ xong người ta lại về ngay. Mà độc chuyến đi chuyến về nó mới mất nhiều tiền, chứ còn làm lễ thì có đau bao nhiêu. Thế mà người ta vẫn phải ra. Tức là cái nơi đây là người nói là hiếm có. Cầu được lỡ thấy. Cảm ơn bác rất nhiều. À. Cái cầu cụ như thế là còn qua đây nó có một cái con đường cách đây độ cây số. Một bên cầu Đồng Dòi á, một bên Đình Ấp á. Phải hai bên là có hai cái bia hạ mã. Hạ mã. Tức là đi qua tận đấy là phải xuống ngựa hết. Đi thì mình có đầu có mũ cũng như bây giờ thì các ông đấy. Đi qua ở miếu đây, đi xe thì xuống xe, mà đi giấy thì là bỏ mũ, đi có nón rồi đi qua cúi qua cái là đi. Đi qua cái là đội. Ông có thể chia sẻ cho cháu về những cái lịch sử đền của mình, trong đó thì thờ ai cũng như là sự linh thiêng và ý nghĩa của những cái dấu tích hiện tại ở đây đối với lại dân làng mình ở đây được không ạ? Cái ấy thì tôi nói có ông là không được phép nói, mà tôi nói ông là tôi biết, tôi được truyền, tôi trong làng này có khi ông đám này không được truyền cái việc này, nhưng cái ông khác có thể là truyền, mà có cái ở trong này ở trong ấy có, nhưng mà ông đám vào cũng không biết được. Cho nên là nhiều cái dân nó có nhiều cái, bây giờ nó cái bí quyết của dân. Thế thì ông có đi suốt cả cái nước Việt Nam này, có đâu các ông không được vào không? Chắc lên đền Hùng các ông có thể vào tận nơi, đền thượng. Tôi đã vào rồi, đền thượng. Tôi xuống đền Kiếp Bạc tôi cũng đã đi rồi. Chùa Hương tôi cũng vào rồi. Tôi đi các nơi. Vào là mình tự do như thế, mang lễ đi vào tận nơi, cúng bái xong cái là mình kêu khấn xong mình có ra. Thế nhưng đây riêng đây không ai được vào. Dạ. Cháu cũng tìm hiểu được thì có nói là đây là thờ một vị thánh, cũng có thể nói vị thánh là tổ của nghề trồng dâu nuôi tằm đúng không ạ? Cái mở về dâu nuôi tằm thì nói chung nếu các ông đã lên nói về dâu nuôi tằm ấy, và Chúa Sành cũng bảo rằng là trồng dâu nuôi tằm ở dưới Hòa Long, chắc là câu ở đấy thì tìm hiểu cái ra lại cả về con họ, lại cả con gái vua Hùng về Tiên Du đấy thì tôi nói là nhiều chỗ. Tuy nhiên ở đây thì tôi chỉ biết là ngôi đền đây lên từ đời Tứ Thánh Lục Tiên. Thế còn thì nếu mà như ở đền đây thì thờ ai, nói thực với ông là tôi có biết nhưng không được nói. Tứ Thánh Lục Tiên là ai và là vào thời kỳ nào? Đấy, Tứ Thánh Lục Tiên là bốn ông thánh, thì trong đó có Thánh Gióng, Thánh vâng Tản Viên với là Liễu Bộ Hành ạ. Nói thế là không thấy rồi. Lục Tiên thì có thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, sáu bà tiên ở trên trời xuống hạ dưới, thì trong đó là có một bà về đây khai thiên lập địa, lập lên cái ngôi làng này, làm ngôi đền thờ đấy. Thế cho nên là chỉ biết trong chỗ đó thôi, trong khi ghi lại thế thôi. Đã. Thưa ông, là cháu tìm hiểu là ngôi đền của mình ngày xưa là vua Đinh Tiên Hoàng ạ, cũng có về đây để cầu quốc thái dân an, và hiện tại trong đền của mình vẫn còn cổ vật gì đó liên quan tới vua Đinh thì có đúng không ạ? Có cổ vật. Còn nhiều là khác. Còn cái cổ vật được nói thì hiện nay vẫn có một cái gáo đồng vua Đinh ban cho ngôi đền này. Gáo đồng hiện nay vẫn còn. Thì nói đến cái gáo đồng, cái năm không nhớ thật năm đã mất lưu lạc xa cụ nhỉ, mất một lần lưu lạc xa mất, lắm lại về mất đấy thì, mất thì đến nay ông Giật ở Phủ Cầm bây giờ làm phó chủ tịch xã lấy vào đây thì mới lấy mất cái gáo đồng.
lấy về thì sau như thế là thằng con như thế là đi tắm giữa cha mẹ ngã xuống ao chết đuối, ao bèo chết đuối. Sau bây giờ mới xem ra thì là bây giờ mới tại lấy cái lao động. Thế bây giờ mới bảo bà Đán, bây giờ bà Đán bà là cửa hàng. Đấy, cái bà mà bán cửa hàng á, rồi chị cũng là người nhà mà, chị mang bảo giá cho. Ồ, bà bảo không được, tôi giá không thể mở ấy được. Bây giờ cậu lấy thì cậu phải là hồi lại thì phải có tên, có tuổi. Thì mới biết là, dân bây giờ mới biết là ông Nhật lấy. Thế mà sau thằng con bị chết rồi. Hiện nay cái gáo ấy là vẫn còn. Vẫn còn ông Đám như thế. Bây giờ cứ hàng ngày là nước chiều mộ bên trong một tháng rồi. Ngày nào cũng sớm chiều mộ là lấy gáo đồng này múc nước. Nước hứng là hứng nước mưa. Thâu là để giữa thập đá. Thế cô ấy thâu để giữa sập đá là hứng nước mưa để cúng mưa với quay cái dân lại có, tức là sắm những các cái nó sạch sẽ, cái chum sành chút vào đấy. Thì ông Đám cứ ngày sớm chiêu chiều mộ là nước đấy, chứ không có ra lấy nước khoan nước giếng của mình. Cô ơi, cô nói cho anh ấy biết về cái thể lệ giữa hai dân ta mới lập chung ngày xưa, các mỗi một đầu đinh là có một con lợn đấy, cụ biết hơn thì cụ nói cho anh nghe. Đấy là có ngày xưa mỗi một cái đầu đinh. Thì nếu mà nói về hai dân thì trước đây hai dân là một anh em ở, tức là nó đông quá, bây giờ mới xẻ, bây giờ cũng như cái thời phong kiến ấy, còn tranh nhau ăn cái thủ chỉ, tranh nhau làm cái ông như lý trưởng này là cái hàng lý gì thì nó có nhiều cái quan hệ của nó như thế. Thế cho nên sau cái chia làm hai thì bây giờ mới thành hai đình, đình đây đình ở dưới kia là có một thành hoàng, có một thành hoàng đó. Còn tất cả dưới kia thì lên được cái ngôi đền đấy thôi. Đình thì hai đình nhưng mà làng thì là với chia hai làng, còn đền đây vẫn có một ngôi thôi, không chia, không lập được, không lập làng ai. Tức là bây giờ nói cho phụ mấy anh này ở đây ngày xưa đây là chúng tôi là được cha ông nói lại là chúng tôi được chứa được không thấy. Nhưng mà cái việc là ngày xưa là hai làng này là một làng này là đông quá mà xẻ xuống này là gọi là em. Thì em thì là xuống làng dưới này là dưới này bên đông lắm. Thì đây thì là mỗi một làng thì là đền thờ chung. Thờ chung mà thì đây là gọi là các cụ gọi là giáp cỗ cụ nhỉ. Đây là giáp cỗ. Thì bên kia một cái giáp cỗ, các anh bên kia là đã sang lại biết rồi. Thì đây cái giáp cỗ là ngày xưa là cứ mỗi một gia đình mà có đầu đinh là con trai đấy. Mỗi đầu đinh là phải một con lợn. Phải một con lợn là mùng 6 tháng riêng là mổ cho đây để ở đây sát loạt ở đây này. Ở bên kia thì thấy bên kia. Đến mùng 16 vào lễ vào nhà người trong này. Sau mùng 7 xong thì mới bao nhiêu xong thì là ra. Dạ. Là hai tức lần. Là ngày xưa nghèo cũng không, dầu nghèo và cũng bắt buộc. Ngày Tết thì không có gì nhưng mà đến mùng 6 phải có một con lợn thịt để vào cúng. Cho nên là câu chuyện là cháu thấy vào ngày xưa là nhiều người là không có cả lợn đấy. Dạ. Đấy. Tức là nói về lợn thì là có thật đấy. Trong cái như dân ấy, không trong cái gọi là cái hội đồng hương lý của dân bây giờ. Vâng. Người ta tính cứ tức là cứ bốn người là một con lợn, chứ không phải là mỗi người một con. Tức là mỗi bốn người là nói dụ bây giờ như trước đây nó có 120 hộ thì bốn người trong cái đầu đinh ấy, có khi là khi nó tính lượt cứ đến cái ông này mà như cái
gia đình đẻ tháng 12 mới đẻ, có khi đẻ ra cái là phải có con lợn để mà ấy, thì nó tính, nó tính rồi bây giờ 4 người một con, chứ không phải là mỗi người mỗi con một con thì đẻ đâu được. Thế cho nên là 4 người một con. Nên ở đây trước đây trăm hai mươi hộ thì nó độ có 30 con lợn thì mới đẻ cái giáp cỏ này được chứ. Chứ cứ đi mỗi người một con thì nhiều lắm, không ở Lạc Trung thì cũng thế, cứ lên này. Thế còn cái lệ, ví dụ lệ lệ lợn của chúng tôi thì bây giờ là vẫn còn, là coi là cứ đến mùng 6 là chúng tôi là có bốn, bây giờ chia làm bốn tổ các cụ, đây gọi là bốn tổ các cụ, thì mỗi một tổ là lớn bé là có con lợn ở trên dưới một tạ móc ra đây để cúng ngày mùng 6 đến mùng 7 là xong, thì là chúng là bây giờ mới mang về để chia cho mỗi nhà nó được vài 3-4 lạng thế thôi, nhưng mà tất cả là bốn tổ là có 4 con lợn là chia cho cả làng, là nhà nào cũng có, nhà nào cũng ít được nhiều, từ một chút lòng này, từ thịt để xương, mỗi nhà cũng có một tí, một ít phải có hết đấy, gọi là lộc đấy, thì kia đều tất cả làng đấy. Nhiệm kỳ của các bác có được lập lại hay là không? Chỉ xong đời người chỉ vâng, được làm cái gì đã bảo là chỉ rằm tháng trước để rằm năm trước đến rằm năm sau là chúng tôi mãn hạn là chúng tôi mới được về. Đã. Thì còn là ra đây hầu thánh ở nhà tất tần tật cũng có việc dụng sự, những được ví dụ là cỗ bàn cưới xin ma chay được, chúng tôi tuyệt đối là không được về. Đấy là đây được nghiêm khắc lắm. Đặc biệt đấy, còn đến hai anh em tôi làm đây là một tháng là thường thường như các cụ truyền lại là hai anh em tôi làm một tháng là chia làm 2 canh. Thế từ mùng 1 đến 14 là của tôi, mà từ rằm là đến 30 là của ông Nhì. Thế thì là ban canh cho hai ông là mỗi ông một canh, là thế là cứ sớm chiêu chiều mọ. Sớm lắm. Sớm chiêu chiều mọ là thắp nhang. Tức là ngày nào cũng thế, cả ngày rằm lẫn mùng 1 rất tận. Thế là nói về ngày mùng 1 ngày rằm thì chúng tôi ở đây là vất vả ở chỗ là trong địa phương ấy, thì là chúng tôi là địa phương này là có 2 thôn. Đây là thôn anh, dưới kia là thôn em, thì người ta lên làm lễ đông lắm. Lễ có cụ, lễ cụ thượng nữa, nhưng mà chúng tôi là ngày mùng 1 ngày rằm chúng tôi dân ra làm lễ đông lắm. Đông lắm không. Chúng tôi không phải là chúng tôi là nhiễm với hai ông đám mà làm được, còn các con các cháu ra giúp. 3-4 đứa ra giúp việc bê lễ ra. Lễ của dân đây vẫn còn một số còn tồn lại chứ. Ngày mùng 1 rằm là kể cả dưới miếu cô đông lắm. Ở đây đặc biệt là đấy, 2 thôn đây là thôn anh, dưới này là thôn em. Thế thì lại cũng xin phép cụ là nói về cái lệ này của ngôi đền này, thì là chúng tôi là thường thường hàng năm là mùng 4 là chúng tôi đấy, đặc biệt ở đây là có cái lệ rước là mùng 4 chúng tôi rước về nhà. Rước về nhà thì dân em cũng thế, dân em là tức là thôn dưới, 2 làng, mỗi làng 2 kiệu là rước về. Sau đến chúng tôi là mùng 6 là bắt đầu về thờ 2 hôm ở nhà, là mùng 6 tôi lại rước. Mùng 6 tháng riêng nhỉ? 6 tháng riêng. Đúng rồi, mùng 6 tháng riêng mà anh Duy mà có điều kiện mà mùng 6 tháng riêng mà cứ từ 12 giờ, từ 10 giờ đến 2-3 giờ chiều về đây thì dự lễ rước của 2 làng thấy đẹp lắm. Dạ, tức là năm nào cũng thế. Năm nào cũng thế. Dạ. Mùng 6 tháng riêng ở dưới hồ thì hát con họ, dưới trên này là rước dân đồng lắm. Đến người ta đến người ta làm lễ rồi ra xem rước rồi các thứ. Cái nét văn hóa ở đây là đặc biệt ở đấy. Vâng, cháu cảm ơn bác rất nhiều. Bây giờ dân làng mình còn giữ lại những tục lệ gì không ạ? Cái di tích mà để lại cái gì không bỏ vào cái gì. Nói dụ như trước đây thì 4 ông đám, 8 anh và đạo, nhưng bây giờ có 2 ông đám. Đấy là nó như trước đây. Thế hay là cái lệ ngày của dân thế thôi. Tức là đây cứ mùng 4, mùng 6 tháng riêng là lệ của nhà người. Mùng 7 là ngày cát kỵ của nhà người. Thế là đấy, nhà người hóa đi khi mà về đây khai thiên lập địa ở đây rồi. Nói về bà Chúa mà làm dâu nuôi tầm á, thì cũng chính là ở đây bà Chúa này cũng làm cái việc đó. Thì nói về cái tâm linh mà về cúng rẽ thì cũng như đây. Như ông đám đây, ông đã chia sẻ ra nhỏ. Ông đã nói rồi. Chỉ được nói đến mức độ đó thôi. Còn đi sâu vào nữa thì không được phép.
Dạ, vâng. Tên là Đền Chóa, thì cái tên này thì nó có gắn liền với cái tích gì hay là cái địa danh gì ở làng mình không ạ? Tôi đã nói là từ đời Tứ Thánh Lục Tiên, khi bà tiên này ở trên tháng xuống đây thì cắm cái ngôi đất, ngôi làng này, thì trước đây nó chỉ là một cái am, cái miếu thôi, cái gọi là cái thờ bình thường thôi. Sau dân thì mới thấy trong cái vấn đề cái hiệu quả mà nói về tâm linh cầu sao được vậy, bây giờ dân mới tín ngưỡng thì bây giờ mới được dân khang vượt thịnh, bây giờ mới sinh ra trong cái này. Mọi năm thì ở đây nói về như ông Đám nói là mùng 4 tháng Giêng thì bắt đầu ở đây là nhà người về dân để ăn Tết, để làm Tết. Đến khi về đến trong dân thì là cũng như là như trước đây các ông Đám chúng tôi các cụ truyền lại thì nó đến lần lượt. Thế như bây giờ thì từ năm 48, 49 mà chính quyền dân chủ này á, bây giờ mới bầu, tức là mỗi năm bầu hai ông. Ông nào mà nhiều tuổi thì làm ông nhất, ông nào ít tuổi hơn thì làm ông nhì. Hai ông thì công việc như bây giờ là hai ông như nhau, tức không, bây giờ nó có ít người mà lại ít người phục vụ. Nhưng mọi năm bốn ông Đám cơ, thôn này hai ông, thôn dưới kia hai ông cả. Thế các cái công việc mà mồng một dằm đấy thì nó bốn ông người ta trợ lễ cơ. Thế nhưng bây giờ thì có hai ông thôi, mà lại con người gấp 5 lần trước. Đấy. Như thôn này trước đây năm 45 có 120 hộ, nhưng bây giờ nó gần 700 hộ. Đấy. Gần 700 hộ. Cho nên nó gấp đến mức độ đó. Mà bây giờ nói như đến bây giờ thì lại phú quý sinh lễ nghĩa. Nhưng mọi năm thì mồng một hôm rằm thì chỉ có dân trách nhiệm là ra làm tuần làm sóc, gọi là sáng mồng một gọi là sóc rằm, gọi là vọng, sóc vọng của nhà người một tháng đôi tuần. Thế nhưng mà bây giờ thì dân người ta đi đâu, con em nước trong nước ngoài, người thì đi này ra cầu xin tức là người nhà người phù hộ cho trong được đi được mọi sự bình an, làm buôn bán thì được mọi sự may mắn. Thế cứ ra cũng lẽ thì cho nên ông Đám bây giờ là có hai ông rất vất vả. Vất vả chỉ có hai ông được vào đấy thôi. Cho nên là lẽ là con cháu có thể là anh em chúng tôi mà có điều kiện ra giúp hai ông chỉ là mang bà cho các ông đến cửa rồi, còn cái việc vào bên trong là các ông phải vào, mình không được vào. Cho nên hai ông vất vả ở chỗ. Còn cái hai ông ra đây thì cứ qua một năm coi như là nói chung là nó tình cả vợ chồng qua một năm là tuyệt đối. Đấy, nói ra đây là chỉ ăn chay thay mặt dân, nói là ăn chay, không phải là chỉ có cấm cái chỗ là một những cái chất nó quá tanh, ăn uống vào mồm ra như thế là nó vào thờ cúng nói thì nó không có lợi các cái chất tanh. Hai là tỏi hành, thế đấy là cấm cái chỗ là ăn chay chỗ ấy. Còn nó dù ăn thịt ăn cá các ông á làm ra đây vẫn ăn bình thường, chứ không phải là phải cấm như bảo là nhà chùa họ ra chỉ có ăn đồ chay. Hiện tại đền của mình có bao nhiêu đạo sắc phong ạ? Bây giờ hiện nay cái này thì nhiều lắm, thì chúng cháu chưa cả giữ ra. Ông tháng 3 vừa rồi ông có mang ra phơi không? Không. Đang bảo để tháng 8 của tháng 8 nó có gió hành. Toàn bộ nó là bằng chữ nho nhỉ. Một hòm nhiều lắm thì chúng tôi chưa dám động. Mà mình không biết chữ là chữ gì đâu. Đây phải nói thật. Khi năm mà tôi vào năm 90 ấy, thì như thế có 30 đạo. Thế nhưng mà đâu bây giờ các ông bảo là rách mấy thì đâu còn 28 đạo.
chúng cháu thì chưa chữa sờ đến, nhưng mà đang bảo anh em bọn tháng 8 nó không có gió hành gió bắc thì nó mới nó mới xe không cứ mọi các ông không truyền cho nhau rồi. Tháng 3 ngày nào đấy các ông sẽ chầu rượu xin phép nhà người đưa ra gọi là phơi, có phải là phơi đâu, ra người ta chỉ để chữa cái sập đá, các ông dỡ ra hết lượt ra, các ông có thể là có biết chữ mù nó đâu mà xem, chữ không biết thì coi là đưa ra để qua để cái ánh nắng nữa. Xong cái là không đầy nửa tiếng đâu, tôi làm rồi. Vâng. Nửa tiếng thì là lại xếp xếp vào lại, để vào đấy, lại đưa vào. Đấy, công cứ làm thế. Đáng lẽ ra, nếu công mà cứ truyền cho nhau, cho nên nhiều cái tôi cứ ra thì để tìm hiểu cho công làm có đúng cái thể lệ như trước đây không. Thì là cứ sang tháng 3, cái cuối xuân ấy, thì công tháng 3 gọi nắng tháng 3 mà. Công chỉ mang ra được nửa tiếng thôi, chứ không phải mang nhiều đâu. Chỉ coi thì hơi rửa ra cái xong rồi. Cái ánh nắng này, con nào nắng to đấy. Thì là sau lại xếp người vào lại, gói lại đĩa trong ấy. Nó có hộp, hộp sắt. Ông có nhớ là cái đạo sắc phong mà sớm nhất là từ đời thời vua nào đúng không ạ? Cái này cũng không thể biết được. Ông nào có người ta biết chữ thì người ta để ra người ta xem thì thứ nhất, thứ hai, thứ ba thì có thể biết được. Nhưng mà bây giờ mình thì chữ không biết, chỉ biết phơi là phơi thôi, thu vào là thu thôi, để vào thì biết thế nào được. Bây giờ đây nó còn tồn tại lại là nó còn ba cái cây là tồn tại là còn lại ba cây là lâu lắm rồi, từ ngày đời xưa các cụ thì đã có rồi. Một cây xưa này, hai là cây lim này, ba là cây xanh. Đấy. Cái đằng sau này có một cây lim thì cao độ 60 mét, 70 mét thì chặt năm 1963 mất rồi. Cái đằng một cái cây cọ lâu rồi. Đấy, còn mấy cây lim mấy một cây xưa kia kìa. Cây xưa to vật vã kìa, một năm nó đã về nó ăn trộm mất một cành ấy. Cây xanh này thì cũng là lâu lắm rồi, nhưng mà cây xanh này là bây giờ là vừa rồi nó bị rỗng chân, nó bị chết, nó rụng mất bao nhiêu là cành ở đấy. Khi mà du khách về tới đây, các di tích lịch sử cũng như là những cái địa danh xung quanh đền Chúa của mình thì có những di tích gì ạ? Ở đây thì chúng tôi là có cái cụm di tích lịch sử, ở đây là có đây là đền này, đình này, chùa này, miếu, có bốn cụm di tích lịch sử ở đây đã được nhà nước công nhận. Đấy, năm 1990 là bốn khu di tích lịch sử đã được nhà nước công nhận. Thì trong cũng như ông Huấn đã nói rồi, thì đây là chúng tôi đã đảm nhiệm là đình, đền và miếu. Đấy, và cái đền là đền và miếu là nó liên quan đến nhau, còn cái đình là thờ thành hoàng làng thì ở đâu cũng có đình rồi. Thì trên chùa thì đặc biệt ở cái ngày xưa là làng chúng tôi gọi là làng Quá này thì nó nhiều chùa lắm, ở đây nó nhiều chùa lắm. Chứ bây giờ là vẫn còn tồn tại, đến bây giờ là còn hai chùa cụ nhỉ, bây giờ còn tồn tại hai chùa, chứ ngày xưa các cụ cái chuyện thì còn nhiều chùa lắm, nhưng bây giờ còn hai chùa. Thế thì còn cái chùa trên kia là hai chùa thì là các cụ bà người ta đảm nhiệm. Thế thì hai ông đám là đảm nhiệm ở đình, đền và miếu. Đấy, cũng đã nói rồi, sớm chiêu chiều mộ. Đấy, chúng tôi thì cũng giờ thì cũng dân thì cứ thường thường độ qua nửa năm tháng 9 tháng 10 là tiến cử hai ông đám khác. Khi được dân tiến cử rồi thì hai ông đám mới lại chuẩn bị các cái khâu chuẩn bị, ví dụ như chuẩn bị là hương nhang là do hai ông đám lại phải làm hương. Đã. Mỗi một ngày là cứ thắp vâng, cho thấy là cũng đặc biệt. Đặc biệt lắm, ở đây nó có cái không ở đâu giống ở đây. Ở đây thì bố làm thì bố biết, con làm thì con biết. Không ai bảo ai cả, không được báo. Cho nên như cụ nói chuyện là có câu, có lời nguyền là bố làm bố biết, con làm con biết. Thế biết cái gì thì ra ngoài cũng không được nói chuyện với ai ngoài này. Đấy là nó là thế, đặc biệt lắm. Mà ở đây thì chúng tôi làm thì tôi thấy ở đây là có ai qua biết được.
Bác có gặp nhiều hiện tượng? Có chứ. Đặc biệt lắm không phải không đâu. Dạ. Bác có thể chia sẻ một số. Không, cái này thì đặc biệt là nó không được nói. Vâng. Quý vị muốn mua đặc sản trà sạch Thái Nguyên, xin liên hệ số 0989 260 877. Sản phẩm trà sạch Thái Nguyên được phân phối chính thức bởi Hà Nội Phố, nhận giao hàng toàn quốc.